Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Các em này sẽ giới thiệu với các bạn ba người bạn mới của mình ha. Là ngay em đã tặng cho mình. Ồ đã ha. Thì mình nuôi các bé là ở đây mình sẽ cho đi ăn cỏ. Thả rong. Ồ một bé sổng ra kìa. Ôi ôi ôi. Ba ăn được hết. Ủa nó ăn cây này là cây cao hả ta? Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn ba người bạn mới của mình ha. Ba người bạn mới này là nghe em nó tặng cho mình. Đó, đi từ xa là nghe tiếng của nó rồi. Ồ đã ha. Này của con em nó có ba con dê đực nó tặng cho mình. Thì mình nuôi các bé là ở đây mình sẽ cho đi ăn cỏ. Đó, thả rong. Ồ một bé sổng ra kìa. Trời ơi. Bữa giờ về có tắm cho nó chưa thầy? Ôi, ôi, ôi. Đây là cái mảnh vườn phía sau nhà mình đã có dịp giới thiệu với mọi người rồi. Hôm trước thì nó ít cỏ dại hơn. Ồ, nay thả đi ra cho ăn cỏ. Ở đây cũng khá là rộng ha. Thì trước đây là phải nhờ người cắt cỏ rồi này làm cỏ rất là cực. Cho nên là quyết định là nuôi ba bạn dê luôn để mà cho đi ăn cỏ luôn. Ba ăn đực hết. Ủa nó ăn cây này là cây cây cao hả ta? Cây cao hả? Dừa hả? Dễ ăn lá dừa luôn. Ba bạn mầm non. Sướng ha. Ừ, có chuồng này nè. Này có giang hồ đua không ta? Trồng chuối quá trời lên kìa. Giọng thấy ghét không? Vô né né ra trời, vô để vô đi ông nội. Vô đi. Vô. Để kiếm thêm cái nữa. Chỗ đẻ luôn. Cái nhà này mới dựng lên cho nó luôn hả? Ồ, có lý quá ha, về nhà ăn cái là rộng rãi đàng hoàng. Ở đây chơi. À, đang căng nữa để chờ con khác. Chờ ăn cái rồi về. Dê này dê mini nha các bạn, size rất là nhỏ. Cái này giống như mấy con dê trên Mỹ Quỳnh hôm bữa mình quay cho các bạn coi á. Để kiếm thêm cái về cho đẻ. Trời, dê mini dễ thương lắm các bạn ơi. Cái cưng lắm. Thì này massage của nó rồi, massage nó có nhiêu đây thôi. Mà anh này còn tơ nữa. Dê thì nó có mùi các bạn, nó có mùi hôi hôi. Ồ, con này có vòng cổ luôn nè. À, nó leo dữ không thầy? Ồ, nuôi con này cho đi ăn cỏ vui à. Thấy nó cũng bình yên quá à. Có mấy con dê đồ bộ vườn đi ăn thấy nó cũng đã ha. Đó, đầu đi ăn cỏ ăn đồ nè. Ồ, thấy nó khoái lá dừa quá ta. Ăn lá dừa không à? Ngộ ha. Hồi nãy ăn lá dừa tươi, giờ ăn lá dừa khô luôn. Bữa anh tính để bển nuôi, nhưng mà sợ nó leo quá, nó leo rồi nó phá mấy cây quá. Thấy tụi bên này hợp lý hơn. Để kiếm thêm mấy con cái nữa coi. Thấy ghét à. Ngộ anh chơi lá dừa không à. Bậy luôn rồi, nuôi tụi bay cho bé ăn cỏ mà có bồ mẹ ăn lá dừa. Cây dừa non người ta mới trồng mới nhú lên. Cây dừa non người ta mới trồng đây. Thả ra mày bào hết cây dừa của người ta. Cái con dê đặc biệt là nó nhảy nó bún cái chân á, nhìn nó lăn xăng lắm các bạn, rất là năng động dễ thương luôn. Nó đang ăn cây gì nữa nè, cây này cây
cái trà gì phải không ta? Này cái trà, ăn lá trà luôn. Ghét. Ừ, mà nhỏ nhỏ cưng. Nè, lại quất cây dừa nữa nè. Ba đứa bào nát cây dừa người ta. Xe này xe lớn lớn chút xíu, tới mùa nó hút nha các bạn. Dướng lên, bùm, bùm. Đâu dẫn anh đi tham quan vòng coi, sao chạy vòng vòng chỗ này không vậy? Tướng này nhỏ mà bi chà bá lửa mang về. Nuôi này để thao nước thôi chứ đâu cần đồ ăn gì. Nhai nó ăn cả ngày. Với con nuôi bệnh nó sợ nó ị liên tục à. Thôi. Ở đây nhà nuôi qua đây là hợp lý luôn, là nguyên cái sân vườn đây nè. Rất là rộng luôn. Thả mấy chục con cũng được. Nhưng mà được cái tụi này cũng ngoan quá ha. Nó không có bị nhát chạy tùm lum. Đâu rồi? Đây. Chui rút vô trong này nè. Giờ sẵn qua clip nhắn với lại các em nào mà tặng mấy con đực á, giờ tặng lại thêm mấy con cái nữa đi em ơi. Em phát ơi. Em phát dương. Ở đây đất anh còn rộng quá phát ơi. Dễ thương, đẹp. Cái già nó có râu các bạn. Rồi sừng nó mọc dài lên. Hả? Ừ, bi cho bá lửa luôn kìa. Đồng hồ quá lắc. Hôm bữa cho mình nghe em nó nói là nó hỏi Nam nuôi dê không, em tặng ba con. Thì hôm bữa mình tính thả bên Nam Ngô Farm á. Thì đã có từ lần mình nói với bạn là ước mơ của mình á, mình có một cái nông trại, trong đó mình nuôi nhiều nhiều loài khác nhau mà nó có thể sống hòa thuận. Thì mình ấn tượng qua cái bộ phim gọi là cái gì, Chú Heo Chăn Cù á đó. Thì mình tính nuôi mà mình về mình thấy nó ăn nó ị liên tục luôn. Thì nó ị đầy cái sân nhà luôn, thấy không ổn rồi. Cái thứ hai nữa là dê nó leo trèo rất là hay, cỡ mấy cái chuồng igu á, đứng cho nó nhảy đùng đùng chắc mốt sữa mệt nghỉ luôn quá. Nên thôi, để đem qua cái miếng đất sau nhà này, nó còn trống trải cho tụi nó rộng rãi thoải mái chơi luôn. Rộng, đây rộng à. Đây thả rồi. Mấy chục con nó cũng được. Thì mình đem qua nhà bên này là dựng cho bé nó một cái lán rất là ok luôn. Tối ngủ nghe thoải mái. Bữa giờ về đây được mấy ngày chú Tài? 4 ngày 5 ngày rồi. Thích nghi rồi, khỏe re à. Thân thiện. Có đặt tên gì chưa? Mốt đặt tên gì chưa? Mốt có ra đây chưa? Chưa. Chưa ra đây luôn hả? Cậu Út thấy chưa? Chưa thấy luôn hả? Cái chân cắn dây điện giật không? À cúp điện rồi hả? Ồ công nhận tụi này nó ăn tùm lum luôn á. Ăn không ngại gì luôn á. Tụi dê này nó ăn liên tục, nó cứ nhai rồi ăn ị cả ngày luôn á bạn. Phân nó như viên thuốc ha, viên thuốc tẩy hồi xưa. Ok, anh qua đây anh thăm coi mấy đứa sống tốt không? Thấy mấy đứa sống lăn xăng, chạy lăn xăng cũng vui quá. Ho luôn hả? Nhắc tới cái ho luôn. Ơi ho. À nhưng có con nó bị ho. Ho đi đi ra ngoài vườn nè, kiếm lá thuốc ăn vô cho hết bệnh.
Cô lá tí tô. Trời sao ho dữ vậy ta? Không biết cái này có cần đi bác sĩ gì không hay là... Mà chắc không đâu ha. Tụi này nó sẽ tự... Nó cũng hay lắm, nó sẽ tự đi kiếm lá thuốc rồi nó ăn hết bệnh. Ba con. Con còn đó. Xong chưa? Sắp mưa rồi, có sợ nước không? Có một con sừng cao nhất, dài nhất. Ăn gỗ rồi nó ăn mấy cái dây dây leo rồi tùm lum hết trơn á. Này để kiếm thêm mấy bạn nữ ở đây là vui. Gia đình sum họp. Mà sao nó thích cây dừa quá ta? Đó, cái đó cũng là một cái nhánh dừa đó. Chừng tắm mưa luôn nha Đức. Ăn cái lá đó, lá gì nữa đó. Không được cái cũng ngoan, cũng dạng người. Không có chạy. Chiều kêu vô chuồng là dễ ẹt luôn á. Mở cửa là vô hả gì? Giỏi. Sao giờ anh kiếm cho ba cô vợ đẹp nữa được không? Làm gì chui rút trong đó. Anh kiếm cho ba cô vợ đẹp nha. Nói chứ giờ kiếm con cái cũng... Cái này là dòng dê dê lùng. Chứ không phải là dê mình ha. Cho nên là cũng tốn tiền á. Trời sắp mưa to nữa rồi. Nó quéo càng nó nhúp vô một góc hết rồi. Này mình bứt vô đây là cỏ dại thôi hả chú tài? À. Vậy là lát chiều của tài đi làm thêm một đống cỏ quăng vô. Tối nằm ở nhà. Tối đây có bắt đèn gì không ta? Không. Tối bắt đèn là nằm nó nhai mà thấy tụi này nó ăn tạp, nó ăn lum hết trơn á. Đó, đầu đi ra đó. Khôn. Không, bữa con đem qua con sợ nó nhát, nó bỏ chạy luôn, dí nó không được, ai ngờ vậy là ngon quá trời luôn rồi. À, mà coi như là mấy bữa đầu là mình nhốt chuột không? À, cho nó quen. Nó quen nhà, nó biết nhà nó mới thả đúng không? Dạ. Ok. Nó ăn đã xong tự vô chuột nằm, nghỉ. Vậy là dạng lắm á, chứ đâu có nhát gì đâu. Đó, cây dừa người ta trồng. Mới trồng tức thì luôn mà anh bào cái đọt cái này là đư hư cây dừa của người ta rồi. Cỏ nhiều không ăn đi ăn dừa. Có dứt lá chuối luôn hả? Ồ ngộ ta, lá chuối mũ không mà khoái hả? Nhưng mà người ta cần ăn cỏ, không ăn đi ăn mấy cây người ta trồng không vậy ông? Chơi kỳ vậy. Kè bên kia trồng một hàng chuối kìa. Đó. Ta đang trồng một hàng chuối. Rồi dừa.
đi đè mấy cây ta trồng ăn, còn cái cỏ dại ta muốn ăn thì mấy ông là chê. Chết luôn rồi, đầu tư cái này sai luôn rồi. Dạ. Nó ăn hết dừa nó mới ăn. Nó ăn hết dừa hết chuối nó mới ăn kia. Dễ thương quá trời. Anh này nhỏ con nhất nè. Béo. Ok, bạn nào bữa lỡ tặng mình ba con đực thì giờ tặng mình luôn ba con cái, mình cảm ơn. Ghét không? Không, tính ra nhìn cũng dễ thương quá chứ. Thả ngoài giường ấy, nó đi nó ăn đó, xé lá chuối ăn kìa kìa. Vậy không á. Thì cái dòng dê mini này giờ nhiều người nuôi làm cảnh đó các bạn. Rất là nhiều người làm cảnh. Tại nó dễ thương. Nó nhỏ. Một cặp. Ừ, nó ta. Mà như con này mũi méo méo hay sao ta? Bị ho đúng không? Nãy thấy nó ho hụ hụ. Mà nhìn góc này thấy mặt anh méo méo ta. Rồi xong cây dừa. Ừ, thấy nó lanh đó. Ho sù sụ. Mà con dê này cái lồng đen nó ngộ nha các bạn. Cái lồng đen nó giống như hình chữ nhật mà nó lại nằm ngang ha. Đó, nằm ngang với con mắt. Nãy giờ nhìn kỹ mới thấy nè. Bào đá luôn. Cái dòng mà thú mà nó ăn cỏ bạn, là nó ăn cả ngày. Nó ăn nó ị, nó ăn cái ị. Con thỏ rồi cũng vậy, nó ăn cả ngày luôn á. Ăn chút cái nó ị, ăn chút nghỉ ị, ăn chút nghỉ ị. Trời ơi. Đó. Anh này là nhỏ nhất, nhỏ hơn hai con kia. Cũng lanh chanh. Nuôi cũng đỡ tốn cám ha, có rau cỏ cái này tha hồ ăn. Trời ơi. Nãy đi vô từ xa là nghe nó kêu be 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 rồi á. Ủa, tính ra tụi này nó giữ nhà chắc cũng được ha. Nó thấy người lạ là kêu liền chứ không. Giữ nhà coi chừng mất này luôn. Bé 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 nó hốt rồi đi luôn. Dễ cưng. Ok các bạn, ai mà muốn tìm cái giống dê lùn này thì có thể inbox mình ha. Mình chỉ chỗ người ta bán, em nó bán. Nó có sinh sản ra được. Sinh sản ra được rồi chia. Rất là dễ thương luôn, không có khác gì con chó. Dễ thương lắm. Size nó nhỏ 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 nha. Cái này mà ai làm mấy khu du lịch sinh thái dành cho trẻ con á thì cũng rất là thích ha. Tại vì nó hiền, cái tính của nó rất là thân thiện, nó không có dữ. Đó mà nó dễ thương. Đó là trẻ con tương tác rất là thích luôn. Với lại cái tính cách của nó lăng xăng á, bạn có thấy nó chạy nó búng 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 như ngựa vậy á. Đó. Sao nó thấy vắng à, thiếu bầy nó kêu hả? Thiếu con à, nó kêu à. Hay ta. Hồi nó ăn cái gì vậy? Ăn lá khô. Lá khô rồi, cái gì nó cũng ăn á, hầu như cái gì nó cũng ăn luôn á. Kêu đàn. Kêu đàn, đi theo đàn. Chân bị gì á? À kiến cắn.
Ai kêu chui vô bụi chi, kiến cắn. Kiến cắn các bạn. Kiến cắn nó vũ vũ vậy. À, gãi á, gãi á. Thấy thương không? Kiến cắn ngứa quá. Kiến cắn ngứa quá. Không, mình nhìn thấy cưng á các bạn. Thả trong giường rồi đái, đái không? Cắn ngứa quá mà. Thả trong giường thấy nó đi lăn xăng ăn cỏ dễ thương. Mà không biết sao tụi dê này nó có mấy tấm hình mà nó leo lên cái vách đá mà vẫn đứng luôn mà sao leo được hay quá ta. Leo hay lắm. Đó con kiến leo hay cao ha. Dạ. Mà có mấy cái vách đá thẳng đứng luôn á mà nó đi được chứ nó mới độc chứ. Cái chân nó cái móng nó cấu tạo làm sao hay cân bằng tốt. Chui vô kiến cắn đứng cái dãy dãy. Vẫn còn ngứa đó, chân còn run run kìa. Cái đồng hồ quá lắc chất lượng ha. Ngày xưa tiếu lắm, còn nhỏ người lớn mấy chú mấy cậu rồi rủ đi ăn lẩu dê khóc đó, tiếu lắm, sợ biến thành dê rồi. Đúng là xàm thiệt chứ. Rồi ok các bạn, trời đang chuẩn bị mưa rất là lớn luôn nè. Thì hôm bữa thằng em mình nó tặng cho mình ba con, thì mình để đằng sau vườn nhà nuôi, mục đích là để cho nó ăn những cái cỏ dại khô rồi. Thì hôm nay qua là thấy nhà có dựng cái chuồng cho bé nó ha, che mưa che nắng rồi đàng hoàng, có cỏ dại đồ ăn tươi rất là ok luôn. Thì thấy cái tinh thần, cái trạng thái của tụi nó cũng rất là tốt, thích nghi với cuộc sống mới, chạy nhảy vui vẻ, ăn uống cười giỡn như vậy là rất là thích luôn, rất là hài lòng luôn. Thì thank kiều bằng em nha, tặng anh thêm ba con cái này đi cưng. Rồi ok mọi người, nó kêu rồi, bye bye rồi. Bye bye, bye bye. Rồi nó cũng bye bye mọi người luôn ha, chúc mọi người có nhiều sức khỏe ha, bye bye.